Everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare quail grilling eating with cucumber pickle recipe. So now enjoy with me. Here quail. It's so fat. Okay, now I start to prepare quail. I clean it. Chưa ta ăn mến chứ. Nóng ấy. Ôi, ăn mến chứ rụi chắc chứ ngay nhé. Mơ nè. Mến chìm kìa cồn tiện. Mơ nè. Lỡ. Mơ nè. Ôi, lỡ khỏi các bạn ngốn. Thoát thoát đó. Tôi cực khăn nhằm vô nhà nhưng ăn vui nên trụ phong bỏ mời không chết mồm còn nó khơi cả đắng chán như nè lòng em mồm một lời cái của trong nhà mồm Thank you.
clean it again. All mình tên món gì ạ? I pan curry seed. Garlic. Chili. Sugar. Some water, sake, the ingredient here, chili sauce, oyster sauce, chicken powder. Chị yên tâm. Thường ta làm chui món nghiện. Hay làm cần món khăn món á. Ôi, làm chui khăn luôn đấy. Ngồi cứ đông sạch tê đạm mình nhung nó xong rồi. Ủa. Ủa mình đây. Garlic, chili, chi con chi cô đây lỏ lỏ nè, nhau cái cuốn cứ chích nhanh tèm đồng. Chui vậy nè, chi con chi cô nè. Add sugar. Cream đa hơi. Quay số. Lem. Add all vegetable, pickle sauce, mix it together. Ôi, cái nấu nó chơi trụ dữ nhỉ. Đó. Yeah.
Kriem lo chong ngay đi chu ngang mong ni wow lo so yummy na ha hai mo chu ngang ta mong ni khlau muoi tiet Oh my god. Thật trúng. Giờ tôi chọn lỡ món. Thật sự thật sạch. Trúng với sạch món. Yes. Cập wow. lăng thật sạch đây. Mẹ. I like it so much. Tôm một chế độ nhân mắt chán. Thì thay chân anh khăn ngọn ơi. Khăn nhằm vô hả? Hay dương mình phí rút chuyện ngày nào? Thì phải thay chuyện mà. Mà lại dùng spicy